Gì vậy? Gai bự quá. Ai ngồi vậy? Đâu? Em thấy hả? Anh nhắc mới thấy chứ. Em coi người ta hay là vong vậy? Theo luôn à, theo em mà Vũ ơi. Bả thiệt luôn anh ơi. Quá kinh khủng. Thôi vậy đi về. Bả phái em á Vũ. Hello anh chị và tất cả các bạn, quay trở lại video mới của mình. Chào mọi người ở bên kênh em Vũ ha. Thì hôm nay mình dẫn em Vũ đến đây là địa bàn ở Sóc Trăng mà nó giáp ranh với Cần Thơ cả nhà. Thì hôm nay anh dẫn em đến đây để ghi hình khám phá về tâm linh. Ở đây thì anh nghe bà con và cô chú nói rất là linh thiêng luôn. Linh thiêng lắm anh. Ừ, linh thiêng lắm. Ở đây là khu nghĩa địa mà. Dạ em chào khán giả bên kênh của anh Hiệp nha. Dạ em chào mọi người. Thì mấy bữa này đi với anh á, đi mấy bữa chạy nhiều quá. Cũng bệnh luôn hả? Cũng bệnh luôn tới nơi rồi cả nhà. Xin lỗi vì nếu như mà cái giọng nói của Vũ thì hôm nay sẽ hơi một chút hơi yếu hả? Yếu. Nên cả nhà có thể bỏ qua cho Vũ nha. Mới đi với anh chưa đại ngày nếu mà sức khỏe yếu vậy rồi. Nếu mà đi với anh mà chừng một tuần chịu nói không? Nổi anh. Đáng chịu bệnh thì gì đáng chịu bệnh chứ không nổi. Tại vì trước khi đi với anh á, thì em có chạy nhiều nơi rồi. Em chạy bên chỗ con Năm nè, bên Trà Vinh á. Xong rồi em chạy đi kiếm những cái nơi mà có tâm linh á. Đó, nhưng mà có mấy cái nơi em không quay được. Thật ra là em chạy từ nơi này qua nơi kia rất là nhiều. Có thành phố Hồ Chí Minh nữa. Mất sức luôn. Dạ. Thật ra mình chạy nhiều quá thì cơ thể của em nó không chịu được nổi. Liên tục mấy ngày luôn mà. Tuần chứ, tuần có rồi cả nhà. Thì cái khu này á, hồi nãy mình có gửi xe phía bên kia. Mình có hỏi thăm những chàng thanh niên mà người dân tộc đó các bạn. Họ nói khu này nói chung á là tâm linh rất là nặng luôn. Rồi mình hỏi tại sao tâm linh rất là nặng thì họ có trả lời, họ nói những người mà họ đi xô nháy, xô cá lúc mà chiều trong dạng tối đó cả nhà. Họ đi ngang đây là sẽ thấy bóng. Bóng me mà trắng có, đen có luôn. Thành ra mình nghe họ nói linh quá. Hôm nay muốn dẫn em Vũ vào cái khu này khám phá có gặp hiện tượng lạ và tâm linh gì hay không. Nếu mà hôm nay mà đi mà gặp những hiện tượng đó thì em nghĩ là em chạy hết nổi hả? Chạy hết nổi. Có gì mệt. Đâu. Cơ thể nó hơi mệt. Ây da. Mới nãy thấy tỉnh mà. Không biết sao những khúc mới đây cái những nó mệt à. Lẹ dữ vậy. Vậy là dạ. Nói chung là cơ địa của em yếu. Chắc vậy quá. Ừ. Mới lại hoặc có thể là em mấy ngày liên tục em không nghỉ ngơi đàng hoàng á. Dạ. Dạ em đi tỉnh nhiều. Có khi là em ngủ buổi tối ngủ để kịp để sáng đi luôn mà. Ừ. Nó lên vậy sớm á. Đi từ tỉnh này sang tỉnh khác. Rồi quay luôn hôm ra là cơ thể nó không chịu nổi, nó quá sức chịu đựng á. Rồi bây giờ nó bộc phát ra. Mới ăn bánh mì tỉnh bơ mà giờ nó lên cơn ha. Dạ. Vậy thôi bây giờ hai anh em mình di chuyển dài dài vô phía trong này nè. Giờ này trời cũng đứng bóng rồi, 12 giờ trưa có thể hơn. Rồi. Đi qua bên này trước đi. Rồi đi qua bên kia coi như thế nào. Bởi vì bên đây anh thấy nó cũng u ám nè. Dạ. Có nghĩa địa rồi có tháp rồi đó. Tháp của người Khmer. Có hàng rào mà đúng không ta? Có nhưng mà mình vô được. Được không? Được, được. Có đường vô không chứ? Có. Xem có đường vô. Nếu mà có thì hôm nay mình vô thử. Dạ mời cái nhà đồng hành cùng với anh em nha. Có chỗ vô nè. Hồi nãy em thấy nhìn xa thì cái hàng rào không à, đây nè. Ở khúc giữa đó, có gì không? 1998. Ủa mà cái tháp này là tháp gì ta? Tháp để chứa hài cốt của ông bà của họ để trong này nè. À, vậy là cái cửa chính giữa này nè, là cái cửa để hài cốt không ta? Đúng rồi. Ủa tại sao họ lại xây cao vậy ta? Xây cao là chứng tỏ kiểu như người nào có tiền mới xây được cao như vậy.
Xe ba tầng đó, em thấy không? 1, 2, 3 đó là tượng trưng cho may mắn. Còn ở dưới thì chắc theo anh nghĩ chắc trống ta, chắc có thể là họ để hài cốt của ông bà họ là ở tầng thứ nhất đó, đúng không? Đúng rồi, em nghĩ vậy. Tại vì phần này có cánh cửa nè, thấy không? Giống cánh cửa vậy đó. Đó. Ồ, mà chị vậy tính ra cái này là như người Việt mình là một ngôi mộ. Ừ. Ồ, mà sao? Không phải ngôi mộ. Một cái tháp nhưng mà chứa nhiều hài cốt. Để anh đốt, xin phép ông bà khám phá về tâm linh đây chút. Rồi, vô phải có phép tắt mới được. Rồi, mới nhìn sơ sơ là tưởng con gì nó đeo các bạn. Đúng rồi. Hết hồn hết chía chứ. Lấy sinh vật lạ chứ. Năm nay hình như là người thân của họ đi xa hay gì ta. Thấy không có dọn dẹp nè. Chắc đi xa làm ăn quá. Chắc chịu á. Gần tới Thanh Minh rồi mà. Ừ. Em có khi nào mà gặp những cái hiện tượng mà mình đốt nhang rồi mình ngồi tại chỗ lập dị rồi hồi cái ly hương nó phực cháy lên không? Không, anh chưa. Cái trường hợp em chưa gặp bao giờ. Chưa luôn á. Anh gặp năm nay là khoảng cỡ 2 năm về trước. Có luôn anh? Có. Lần đó anh đến ngôi miếu của ông Tà. Bữa đó anh đến lúc khoảng cỡ 10 giờ tối. Thì cái thủ tục của anh là đem ly cà phê lại. Mục đích của anh là xin số đề. Ờ. Ừ. Xin anh cho người khác chơi chứ anh không có chơi. Dạ. Như vậy là anh mới mời ông Tà uống cà phê. Rồi bắt đầu anh mới thắp hương. Rồi xe qua xe lại không quá 2 phút sau là ly hương nó phực lên. Nó quá linh luôn á. Nó quá linh luôn rồi đó. Xích khối lên. Trời ơi. Trời ơi. Anh muốn... Nói chung là hồn dí mình nó muốn bay luôn á. Cái bắt đầu mình mới trấn an lại, mình nói trời ơi, con không có tội gì hết, ông ơi, ông tha lỗi cho con nếu mà con có mạo phạm gì á. Rồi bắt đầu không có xin số đi về. Rồi sau này á, mình gặp mấy người lớn tuổi á, mình mới hỏi về cái lịch sử, kiểu như mình đã gặp những cái vụ việc mà đốt nhang bị phật ly hương á, là có sao không? Thì họ có trả lời, họ nói đó là ông linh ứng cho mình biết. Nhưng mà không phải ai cũng gặp. Muốn gặp được hiện tượng đó cũng rất là khó. Đúng rồi. Với thêm một lần là anh gặp đá ông Tà ở trong cái ngôi miếu, thường thường em biết mà chứ gì. Dạ. Một đống đá luôn, đá lớn lớn nè. Anh cúng ở dưới ha, đặt cái vụ ông Tà nhiều cục trên này nè. Cúng giữa đậu. Ở đây có ly hương, anh đốt nhang. Như vậy là đá ông Tà đẻ ra đá non á, rớt vô giữa đầu phộng anh. Thôi. Ừ, lúc đó anh đâu có ngồi đó đâu biết. Anh đi chỗ khác anh chơi rồi. Như vậy là họ anh vô nói, ủa sao kỳ ta. Bữa đó có vợ anh theo nữa. Anh nói, bà Phượng, dĩa đậu hồi nãy tôi khu ra, tôi cúng đâu dính bùn đâu mà giờ dính bùn tùm lum ra vậy. Cái anh mới coi lại là đá trên nó nhiễu, nó còn dính vòng vòng. Thí dụ trong tường như nè. Dạ. Chảy xuống. Kinh khủng không? Rồi anh thấy cục đá đó đẻ ra đá con, là sau này anh đến đó anh thỉnh ngay cục đá nó về anh thờ luôn. Anh thỉnh ông Tà luôn. Thỉnh về luôn ha, thỉnh ông Tà về. Thỉnh ông Tà về luôn, nhưng mà phải xin keo nha, xin 3 lần á. Chừng nào mới được đúng không anh? Xin 3 lần à. 3 lần không được thì thôi. À, 3 lần không được thì thôi, nếu mà xin đi lần đầu được thì thôi. À, 3 lần. Cái lực xin keo là mình chỉ xin 3 lần. Qua lần thứ 4 là họ không cho rồi, họ không muốn mình... Kiểu như là họ không muốn theo mình về để mình thờ họ. Dạ. Thờ họ cũng như là cái đó anh thờ miếu ông Tà lập lên, ông rất là linh luôn. Ông phù hộ may mắn, nói chung là làm ăn mua bán cái gì cũng được. Lúc đó dịch Covid, phân dơ nhà anh nuôi mà bán bị ế. Anh nói chết này, chết tấn rồi, tấn phân bán không được. Anh mới cầu ông,
không quá 3 ngày sau bán hết hàng luôn, thiếu bán nữa. Xây vậy vui quá ha. Phụng Đức xây lên vậy. Ủa nếu mà như vậy thì sao? Ờ, cái này phong tục của họ, họ phải thiêu. Thiêu rồi. Họ phải thiêu, họ mới để vô này. Đúng rồi. Bây giờ nó cũng nứt, nó sụp. Cái này xây năm mấy? 98 hả? 98 hả? 1998. Ồ. Vậy thôi hai anh em mình di chuyển như vậy anh kia. Dạ, đi bên kia đi. 98 là năm nay như năm ta? 26 năm. Hai mấy năm? 26 năm. 26 năm mà. Cấu trúc nó nứt cái trần. Theo thời gian mà. Hôi bự quá. Mấy hố lấy cốt á. Hố cốt bự quá chứ bự luôn. Thường thường mấy cái hố mà lấy cốt vậy đó là người dân tộc Lai Trung Hoa. Mới bự. Bên đây có khu nguyên địa to nè. Bây giờ mình qua đây. Bên đó ha. Wow, ở đây tre gai quá trời. Còn là tre đài không. Vậy? Em bị sụp cái hố. Hồi đào xong hồi, hồi đào mấy cái hố nhỏ nữa. Mấy hố nhỏ gì nữa. Lỡ mà mấy cái chỗ mà họ lấy cốt rồi mình đi sụp xuống là... Nói chung là cái điểm nó không có may mắn á. Ồ. Gì vậy? Gai bự quá. Ai ngồi vậy? Đâu? Em thấy hả? Ờ. Anh nhắc mới thấy chứ. Em coi người ta hay là vong vậy? Đứng lên luôn hả? Đứng luôn anh ơi. Giống như cô gái gì á. Hello. Chào bông. Phải cô gái không? Phải anh phải. Như cô gái á. Ờ. Dùm lại như là cô gái á. Còn qua anh coi. Khu vực cũng như vậy ha. Mọi người qua lai việc nó cho mê luôn. Bà nó làm gì chậm. Vòng không? Anh cầm máy em qua em hỏi đi. Dám không? Qua bánh thử coi. Em đi qua bánh hả? Ừ, đi trước đi. Thiệt giỡn nha anh. Thiệt, gì đâu. Tôi là đi qua bánh. Ừ. Thì có cái người hay là bóng vậy thôi. Muốn trừ mà ai đứng ở đây người ta. Cơ thể mệt quá thôi nha. Sao? Thấy rõ anh vậy luôn anh ơi. Cái gì? Thấy rõ anh vậy luôn á chứ. Thấy rõ luôn hả? Thấy rõ luôn. Hello, chào Bông Linh. Vong em ơi. Vong hả? Ừ. Thấy tướng mà này sao nhão dữ vậy? Nó. Tướng bự á. Em thấy không? Là sao anh? Đâu qua hỏi bà kìa. Em qua bến hả? Ừ. Hỏi mộ của cô đâu, này nữ mà. Nghe anh hỏi anh ơi. Nghe ớn quá à. Tướng ngoài này bà lạ ha. Đó. Ừ. Đâu qua hỏi bà thứ coi. Hỏi mộ của cô đâu. Cô gái ấy à... Ui. Hôm nay cô được nhiêu tuổi ha?
hình như họ nói gì anh nè. Thôi em đứng đó đi. Cô nói gì cô? Bà hỏi em đến đây kiếm đào hả? Phải không? Đúng rồi, bà hỏi gì vậy? Trong này có đào hả cô? Đào trái phải không cô? Nghe thơ quá. Bà nói em nghe thơ quá, đào gì? Trái đào hay là đào gì cô? Em biết đào là gì không? Trái đào mà hôm qua nên mình đi gặp đào ở dưới này đó. Đào để mình ăn bún nước lèo hả? Đào, đào tức là trên gọi là điều á. À. Ở đây có điều có đào luôn hả cô? Đào chỉ tôi hái với cô. Tôi nè, tôi tú bà nè. À. Bà nói là cái gì? Tú bà. Tú bà. Tú bà là sao ta? Anh chắc phải giao tiếp với bà rồi. Cô hôm nay được nhiêu tuổi ha? Hôm nay mới 34 tuổi rồi. À, tú bà 34. Biết tú bà không? Như trên phim cho kinh trì vậy à. Hả? Em coi giống trên phim cho kinh trì đồ á. Phải không? Tú bà em, chắc vậy quá. Em có hiểu tú bà không? Hiểu. Tú bà là sao? Giống như em coi phim cho kinh trì nha. Ừ. Cái này là em coi trên phim. Thì là ừ. Gọi là tú bà là một người chức lớn nhất ở Thanh Lâu. Ừ. Là bên Thanh Lâu bên là bên Trung Quốc á. Là động á hả? Dạ. Động bán hoa bán gái. Đúng hả? Rồi, nếu như là ở thời nay thì gọi là động hoa. Ừ. Thì gọi tú bà. Ừ. Dạ, bà hỏi mấy chú muốn mấy cô kìa. Em muốn mấy cô Vũ. Anh nói chuyện với anh nói chuyện với cổ đi anh ơi. Đây, em phải cho. Cái gì? Nói chuyện với cổ đi. Dạ hả? Anh không dám lại gần một cái trường hợp như thế này đâu. Cười gì vậy? Dạ. Có gì đâu không? Em đứng từ xa cho. Không dám lại chạy. Chạy rồi. Nói nghe nè cô. Mộ mình ở đâu? Mộ nó hả? Bệnh rồi. Tới một chuyện nữa Vũ ơi. Quả đồi. Nói chuyện với em kìa. Sao mà không nói chuyện với tôi mà rồi nói chuyện với chú kia. Anh kia đẹp hơn. À. Anh kia đẹp hơn rồi Vũ ơi. Tôi cũng đẹp nữa mà. Tới một chuyện ngày bữa nay gặp bà Tú Hòa. Hết nói luôn ha. Quá sức tưởng tượng. Ôi. Tôi là người đi giúp vong mà. Đâu có mua hoa mua đào đâu. Đi giúp đi để anh kia đây nói chuyện với tôi. Vậy em qua đây đi Vũ. Nói chuyện bả đi anh đi giúp vong bên kia. Trời ơi. Hớn không? Kinh khủng luôn. Cưỡi vậy. Rồi cô mất năm nay được nhiêu rồi? Nhiêu năm? Mất 6-7 năm rồi. Mất 6-7 năm làm gì có tú bà đúng không? Tú bà là cách nay khoảng 100 năm về trước mới có tú bà chứ. Cách gì vụ? Vụ ai? Cho mấy nhỏ nó đi làm lấy tiền để tôi á. À. Ngày xưa bà làm tú bà ở tỉnh nào? Trời ơi, tôi bên Vĩnh Long đó. Vĩnh Long cũng có nghề, cũng có tiệm tú bà nữa hả? Tôi bắt buộc thì nó phải đi ngày, nó phải kiếm nhiều tiền về, tôi mới cho về. À, cũng như là bà nuôi những cô gái mà để đi bán hoa đem tiền về cho bà đúng không? Ừ. Rồi bà có làm may làm mối không?
họ mới có khách mới chi tiền cho bà chứ. Vậy hả? Hồi xưa bà có chồng có con gì không? Cô gái mất năm nay 7 năm hả? Mất lúc đó là ba mấy? 34 phải không? Vậy là năm nay là 41. Mất 7 năm. Ừ. Có chồng con gì không cô? Không biết chào. Không có chồng. Không biết chuyện với chú mà sao chú hỏi hoài vậy? Thôi chết rồi Vũ ơi. Bảo nói chuyện với anh giờ sao? Anh đưa máy cho anh. Hôm qua em nói chuyện bả hỏi thăm coi. Bả thích em á. Thích chú này hả? Ừ. Bả nói chuyện cậu với cậu đi. Mệt quá. Ê dạ. Yếu rồi sao, rồi sao vẫn còn ở trên này? Rồi được cái gì? Nó kiếm cho hai tôi được cái gì? Thôi thì phục vụ cho mấy chú với ảnh về. Nó có tiền không? Có chứ. Rồi tiền sao xài? Thì trời ơi, tôi có tiền là tôi xuống chứ tôi mua đồ được đó à. Rồi không chịu đi đầu thai luôn. Không, trời ơi, làm nghề này xuống chứ. Đi vào thăm làm lại kiếp mới chứ giờ cô ở đây thì thực sự là những mọi người mà còn sống thì ở đây làm sao? Ờ, tôi ở đây, mấy dân họ ở đây nó kiếm tôi đi rồi không có, nó buồn thì sao? Thì để con với lại anh Hiệp ảnh đi giải thích hết để mấy người kia luôn. Tôi trẻ gì mà câu gì? Con mới 14, 15 tuổi, cô 37 tuổi khi cô mất rồi con gọi cô bằng cô đúng rồi. Hả? À, giờ chị đi đầu thai không? Anh em đi chứ dễ. Giờ chị đi đầu thai không? Hỏi bà muốn giúp đi về chùa không? Muốn đi về chùa không? Không về, với anh ta đang đi mà. Nói chứ đi về chùa nghe kinh Phật đi cô. Không, không về đâu. Để tâm mình nó nhẹ hơn rồi sớm được chuyển kiếp. Ngày xưa mình làm nghề được bao nhiêu năm cô? Trời ơi, tôi mới mười mấy tuổi rồi tôi học rồi đó. Học là học sao? Cũng có má mày chỉ cho tôi cách đi kiếm tiền á. Lúc đó mình kiếm ngày được nhiêu tiền cô? Chú kiếm nhiều lắm mà tại tôi giếm đời hết. Rồi mình bị gì mất cô? Tôi bị bệnh của má. Bệnh gì cô? Trời ơi, chú đến nói chuyện chú hỏi hoài vậy? Kỳ trời. Hôm nay đi với người nổi tiếng mà đẹp trai quá. Bữa nay Vong chê nói chuyện với anh luôn rồi Vũ ơi. Chê già, thua, ngọt hơi. Bây giờ là nếu như mà cô ấy ở trên này như vậy đi. Không cô gì mà em đi cho dễ nói chuyện cô hoài. Kêu bằng em đi, dễ nói rồi, chuyện. Rồi, bây giờ nếu em mà muốn ở trên này như vậy đi, âm dương nó cách biệt, em hại người sống. Thì làm sao con còn đi đầu thai được nữa? Trời ơi, có hại gì ai đâu chàng. Sao không hại? Mà ở đây em giúp người ra không đó. Em giúp gì? Con cho anh ta anh cô đào ra đứng đi đây quắt quắt chơi vậy chứ có làm gì á. Khi mà người dương ở chung với người âm mặc định thì nó đã tổn hại sinh khí của người dương rồi. Nếu mà cô cứ tiếp tục ở đây đi. Rồi cô sẽ thành quỷ rồi không đi đầu thai được thì sao? Không cũng có tiền xài nè, không làm gì cũng có người vô cho ăn nữa, khỏe không chết đâu cần đi đâu đâu. Ngày xưa mình có chồng con chưa cô? Nãy nó chưa có chồng mà tướng bà nói nó chưa có chồng thông tin. Tướng bà đẻ ít nhất là phải từ 4-5 đứa rồi bà ơi. Đó em nhìn cái tướng bà coi, người ta đã nói không có nói chuyện với ông mà chết bà rồi. Tướng vậy mà nó không có chồng kìa. Hay là muốn kiếm trai nữa trời? Bữa nay em vô đây kiếm trai có gì không? Ngày xưa bà bán qua bà tiếp xúc với đàn ông nhiều lắm mà giờ thèm trai nữa hả? Tôi đến đó không nói chuyện với chú nghe. Xong. Em vô đây làm gì?
trừ ma. Trời ơi, người ta hỏi đi ngửi đây tiền trừ ma. Giúp họ, giúp những vong đi đầu thai. Ờ, với đi về chùa nghe kinh Phật, muốn đi siêu thoát, muốn đi đi đầu thai được hết luôn đó. Bây giờ còn bây giờ còn vương vấn cái gì ở đây? Còn nhân vấn gì mới được, có nói chung là có cần người cõi dương của tôi giúp đỡ gì không á? Mộ mình ở gần đây hả? Rồi gia đình mình có thăm mình hay gì mà nói không thiếu thốn? Trời ơi, tôi cho đào qua đứa khó quá rồi xíu, có người thấy ta chạy về, ta mua đồ như này, ta cúng tôi rồi. Bà ngày xưa chắc có thể là bà bị chích quen, thành ra bà mới đi về nhà không được. Bà nói thật đi, bà bị cái gì mà mất? Chứ bệnh mất thì cái đó là đơn thuần rồi. Nói chung là chúng tôi muốn biết là rõ là bị gì mất mới được chứ. Chứ cô thấy là ông bà ở đây mất, người ta đã, nói chung là người ta đã hưởng thọ không à. Người ta tới ngày, người ta tới giờ, người ta đi về cõi âm hết, mà người ta có hiện lên đâu. Chỉ có mình cô là ba, cô nói là cô 34 tuổi, mà cô nói cô chưa có chồng, mà thấy tướng cô vậy mà cô nói cô không chồng ai tính. Rồi cô nói cô bị bệnh mất thì cái đó là tới số rồi, tới số đâu hiện lên ban ngày được. Ngày xưa có nói chung là có chích quan chích đức gì không, chích tức chích tuổi gì không? Tôi không nói chuyện chú đâu. Rồi nói chuyện với trai đẹp đi, trai đẹp qua nói chuyện đi trai đẹp. Anh nói đâu rồi? Nay đụng hàng cả nhà ơi, tới một chuyện luôn. Anh đó thì nó bên kia kìa, còn con thì ở bên chùa bên ra. Ủa, kêu anh em đi con hoài, sao còn trẻ chứ. Rồi bây giờ rồi, tại sao mà vẫn còn vương vấn ở trên này? Tại sao anh là cỡ nào mà xuất hiện 12 giờ trưa như vậy? Chắc chắn bà này bà cần mình giúp cái gì á mà còn vương vấn ở đây. Vẫn còn vương vấn, còn ham muốn về rồi, cái việc rồi, mà trước rồi, kia nói, họ còn nói, sống á. Nói cho anh biết đi, em bị cái gì, vương vấn cái gì, những cái gì ở trên này. Thì em hình mấy con nhỏ đào với cái từ từ ham mưu nó hãm hại em á. Bên vợ em có muốn đi. Bà nói gì cơ Vũ? Bị đào hãm hại. À, cũng như là mấy cô kia làm chung nghề á hả? Đúng rồi anh. Bị giống như là lúc còn sống á, bà này bóc lột sức lao động của người ta anh. À. Rồi gặp lại rồi hãm hại bà. Đâu em hỏi kỹ bà cái hãm hại bà bằng cách nào mất mà nãy giờ bà không trả lời với anh. Rồi bị hãm hại như thế nào? Rồi hiện tại cái xác của em ở đâu? Ở khúc nào? Dạ, nó quấn mấy vết kêu, nó khiến cho cái hộp vuốt nó dục trong rừng bên đây nè. Vậy sao lại xuất hiện bên góc bên này? Cảm ơn chú có người xuất hiện ở đây. Ồ, phát hiện được vấn đề đó anh. Biết gì không? Là bị ám hại rồi, bị... xác hiện tại là bây giờ là bị quấn mấy lớp xong rồi bỏ cái hộp quăng khúc rừng dưới bên kia kìa. Có vô hòm nữa hả? Một cái thùng thôi, không phải hòm anh. Một cái thùng như thùng nhỏ nhỏ thôi, không có hòm. Có không cô? Chúng tôi đến đó, chúng tôi giải cứu cho cô bằng cách nào? Nếu mà gặp, cô có muốn lấy cái xác lên không? Có anh. Có chôn xuống không? Xác có chôn không? Chị có chôn ở trong thùng mút, cho nó phân khúc gốc cây. Chặt ra khúc khúc luôn hả?
Rồi lúc đó họ làm như vậy rồi họ có bị đi, nói chung là có dính líu đến pháp luật bắt chưa? Tôi đâu biết, tôi ở ngoài quận đây mà tôi không có đi đâu được hết á. Mấy 7 năm hả? 7 năm sao có? Chúng tôi đọc báo hàng ngày mấy 7 năm nay đâu có cái vụ việc nào mà đào và bị giết rồi chặt khúc khúc chôn thùng mót bà nó dốc quê. Trời ơi, tại chú không biết mấy chuyện kinh hoàng sao đâu dám công khai. Em tin nổi không? Ừ, em đâu có đọc báo. Ôi, bà này bà nó dốc tới bà luôn. Ôi, sao tính? Chú, sao rồi rồi bây giờ rồi bây giờ muốn như thế nào để mà có thể đi đầu thai hay là về chùa đây? Ừ. Muốn về chùa hay là đi đầu thai để cái gì anh Hiệp ở đó anh giúp cho. Ừ. Lào thai đi xuống dưới âm phủ với gặp trai đẹp này chứ. Trai đẹp gấp người bạn đồng hành của tôi gấp 4 lần á. Mà họ giàu có nữa. Những viên nổi tiếng đồ bị mất đó. Rồi vong. Vẫn nhiều rất là đông. Vong thì mình phải tìm vong chứ. Đúng rồi vong chứ mà vong mấy dương thì sự là không có hợp. Trên trần gian nó tốt đâu có được. Người mà ở chung với ma sự không có được. Ừ, đâu có được. Bây giờ về đi. Hay là bây giờ anh giúp em đi đầu thai. Để sớm đi đầu thai đi, còn cái việc mà nếu như mà cứ vương vấn ở đây hoài thì thực sự là sẽ thành ngã quỷ mà không đi đầu thai được nữa. Đúng rồi. Sao mà cô biết hai anh em tôi lặn lội từ xa đến đây mà cô chờ hai anh em tôi tại vị trí khu nghĩa địa ma này? Tôi nhận xuyên tôi thấy mà. Thấy hồi nào? Tôi nói bên kia tôi nhận tôi xuyên ở đây tôi thấy. Trời ơi. Rồi hiện lên ngồi chờ đợi trai đẹp hả? Nãy tôi nhìn nó rõ, tôi chỉ biết là có người thôi. Rồi nếu như hai người đó đi tới đây là hai người đều phụ nữ thì sao? Thì cũng xuất hiện cho người ta thấy, cho người ta chạy về, người ta sợ, người ta lại đây người ta cúng kiến cho tôi ăn. Không gài, cô có xuất hiện cho ai thấy đây chưa? Có. Ai? Cái người đi quét mộ nè. Có không bà? Đó. Người ta vô nữa kìa. Ta quét bệnh nữa. Ta quét cái sọt bệnh á. Cái đó là ai quét bệnh? Người ta. Ừ. Người thân của gia chủ cái mộ nè. Vậy hả? Vậy cô ngồi đi, tôi qua đây tôi hỏi thăm coi mấy người bên đây có thấy cô xuất hiện hay không? Ủa bên đó ai quét nhà bệnh người ta? Đủ rồi. Bệnh chắc chắn có mang đến tâm linh gì nữa đó em. Bởi vì ở bên đó là anh nghe sụt sẹt nãy đó, nhớ không? Mà giờ liếc cam qua thấy đâu? Tôi qua đó không biết được hết. Thôi đừng qua đó anh chị. Qua không? Không nên. Bên đó giờ có quỷ bên này nhé. Hả? Xào sẹt luôn nhé. Thấy không? Cái này cũng hay chưa mà đâu có cái ấy. Ừ. Cái này cũng hay chưa mà đâu có thể nào mà có được có người nơi. Có người à? Có người. Đi qua lại không? Đúng rồi. Chắc ta quét mộ. Quét mộ chuẩn bị thanh minh tới đó. Còn bà Vong ở đâu? Bà này qua đi qua lại có xíu mất tiêu nữa. Bà ăn lẹo quá. Rồi có cái nào bà sợ anh đưa về chùa hay là bắt bà đi siêu thoát bà đi luôn không ta? Chắc vậy. Thôi anh em mình đi qua anh đây kiếm cho bà nào mắc mát cúng kiến cho bà hưởng đi rồi hỏi bà có muốn mình giúp đỡ gì không? Nhiều khi mình nói chuyện bằng lời nói không có hòa cáp nó người ta không chịu đâu. Khó vậy. Đây. Người ta hả? Người ta chứ không phải người mình bình thường chứ không phải là ấy đâu. Chứ không phải Vong hả? Đúng rồi, không phải đâu. Thường nếu như gặp Vong dữ anh có làm cách biện pháp mạnh để cho cái Vong đó sư thái của mình. Không, Vong dữ thì mình độ họ. Giống như là mình thiên họ, lần này cũng được thì lần sau vậy đó. Chứ mình làm dữ với họ cũng đâu có tốt gì đâu. Cũng không có giúp được gì cho họ.
Chứ bây giờ thí dụ mà nếu như mấy cái vong như vậy mà còn ở vương vấn ở đây hoài á, hay là mình gặp những vong dữ á, thì làm sao mình có thể mà để họ ở đây là hoài được, có thể hại những người mà đi làm bẫy làm đồ. Họ không có hại đâu. Đặt thí dụ họ xuất hiện để cần cái sự trợ giúp, đặt thí dụ miếng ăn miếng uống vậy thôi chứ họ đâu có phá ai đâu. Dạ. Hồi đi cũng lấy đồ cúng quá đó. À rồi rồi. Đi. Cúng đâu ta? Cúng vào mộ này ha. Cúng mộ nào ta? Mộ của bà thì bà ở bên kia thì bà không có mộ. Dạ hả? Dạ. Mình rút được mấy đường bên kia. Bây giờ sao? À, em cầm máy đi. Dạ. Đoàn qua bên cái khu mộ bên đó đó. Anh qua. Dạ. Cái này ra thì nhé. Ông ba cho con mượn chỗ cúng cho tâm linh nha. Bà đó bà nói bà bị chặt khúc đâu đó, bây giờ mình cúng đây đi. Trời, đặt máu một xíu rồi. Bà ra cái mình canh cái lúc mà bà ra cái mình hỏi bà. Ok các bạn, mình chọn vị trí cúng tại đây. Rồi mình canh cô gái ra mình hỏi hả Dũng? Dạ. Có người gió quá trời gió ha. Ây da. Bà nói chết dấu xét hả? Dạ. 7 năm. 7 năm. Coi chừng 70 năm chứ 7 năm đổ lại đây làm gì mà mình không biết trời. Nếu mà có những vụ án như vậy thì chắc là phải hơn rồi. Tại vì những cái vụ án mà mấy cái mà thời xưa có thùng xốp không ta? 70 năm hơi lâu. 70 năm có thể là ngày xưa mới có vụ đào chứ. Thường thường vong người ta nói ngược lắm. Nói kiểu như nói cái mẹo á. 7 nhân 7 không chừng, thí dụ. Có. Hay là sao? Em không biết cái này thường là anh phải anh đi là 7 nhân 10 thí dụ vậy. Chứ đâu có 7 năm được. Nếu mà 7 năm á thì mình gần đây mình biết, báo đài biết chứ. Đúng rồi, báo đài biết. Ừ. Dạ, là gió quá. Đi khu cái này. Là đốt bằng cây chua. Gai đâm nhiều quá. Gai à? Dạ, gai đâm xuống chân. Đi mấy khu thế này còn bình thường là gai đâm chết luôn á. Rồi cái bà bắn qua bắn gì đó làm đào gì đó bà ra bà hưởng đi. Chín cái này máy đo thích hợp em à.
Hello cô. Ôi gì nữa gì trên nồi. Tới nữa rồi Vũ. Làm sao? Tôi chào cô mà. Cái chỗ tôi đang hưởng mà đi kiếm tôi chi nữa. Hỏi thăm cô hưởng đi. Ủa này chú cúng hả? Của cậu kia. Trời tôi biết mà tôi nhìn này rất hay đó. Tôi nghèo quá đâu có tiền đâu mua đồ để cúng cho Quân. Rồi xong. Nó chứ phải mất 7 năm không? Tôi không biết lộ đâu, tôi không nói chuyện chú đâu. Anh kia thì tôi còn xin lý lợi. À dạ, nếu mà chú kia ra nói chuyện với cô thì cô cần gì? Cô không cần cái gì á, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi. Cười chứ? Nói chuyện với chú đó đó hả? Tôi thích nói chuyện với trai trẻ đẹp à. Dạ hả? Tôi cũng trai trẻ đẹp nè. Ừ. Rồi. Thế vậy chứ bên ngoài già mặt già mày chứ bên trong còn đẹp lắm. Sao? Ừ, tôi nhìn tứ biết rồi chú ơi. Biết là biết sao? Ừ, cũng chịu thôi. Là không còn, nói chung là không còn mạnh mẽ như cậu kia ha. Phải không? Nhìn chú biết có vợ con bận hết rồi. Đâu có, chưa vợ luôn. Thôi chú đừng thạo tôi làm nghề này biết nhiêu năm tôi nhìn biết cái là tôi biết rồi. Trời ơi. Như tôi giờ nếu mà có vợ làm sao mà có sức khỏe như giờ. Có vợ là con người tôi sẽ yếu, năm nay tôi già lớn tuổi rồi nhưng mà gương mặt tôi già nhưng mà thân xác trong tâm tôi đâu có già. Trong tâm của tôi lúc nào cũng thấy trẻ và yêu đời mà. Trời ơi tôi nhìn tôi biết rồi, tôi chỉ cần liếc thôi tôi biết thằng nào có vợ rồi nào không á. Vậy hả? Không ai qua mặt tôi chứ. Rồi mình ở đây lâu quá, mình có được quỷ dương rước đi xuống dưới âm phủ lần nào chưa? Trời ơi dưới chốt tên nè. Chốt không sao được, bà nói dốc bởi đã bà bị chết quan rồi, nói chung là âm phủ gọi hồn bà về dưới rồi. Rồi phải nhốt bà ở dưới nữa. Nếu mà bà có tội nặng á, nếu mà bà có tội nặng á là ông Diêm Vương á sẽ bỏ bà vào cái cửa ngục mà ngạ quỷ biết không? Còn bà ngày xưa có nặng nề gì không? Ôi, tôi làm có nặng làm ác quý vị, nhân viên bị, nói chung là nhân viên giết mình á. Có làm gì ác không? Tôi không làm gì ác hết á. Sao mà người ta thuốc bà? Tại tôi bóc lột sức lao động cho nó, tôi lấy hết tiền. Đặt cái vụ họ làm ngày bà kiếm kèo cho người ta là ngày được nhiêu tiền, mấy kèo? Trời ơi, ngày làm 40 kèo á. Nhiêu? 40 kèo nha. 40-50 ngàn hả? Ừ. 40-50 ngàn mà bà nói cách nay bà mất 7 năm. Như vậy là đâu có... đâu có xứng đáng với cái đồng tiền 40 ngàn bà kiếm một cô đào mà 40 ngàn ngày so với 7 năm về trước. Bà nói dốc quá bà ơi. 7 năm hay là 70 năm hay là nhiêu năm? Tôi cũng nói chuyện cậu, cậu kia vô hỏi thì tôi còn trả lời. Cậu kia giờ thấy cô á, nói chung là nhìn cô là nổ cục chạy trốn rồi. Chứ nói với cậu tôi cũng khai thiệt đâu. Có cậu đây tôi không nói đâu. Chứ có cậu đó nói tôi chết lâu quá, cậu đó nói tôi già xấu sao. Trời ơi, tôi nói bà nghe. Chàng thanh niên đó thấy bà là nổ cục chạy trốn rồi, bây giờ còn tôi nè, mới giúp được bà. Còn chàng thanh niên nó ra cũng hỏi bà những cái mẫu chuyện mà bà bị mất như thế nào, rồi tại sao không chịu đi siêu thoát, cứ nói chung là cứ nhiêu đó lặp đi lặp lại hoài đâu có lợi ích gì đâu. Bây giờ như tôi nói cậu đó tôi mất 6 mấy năm, cậu chê tôi già đâu nói chuyện với tôi. Thấy không? Bà mất 6 mấy năm, gần 70 năm á. Bà làm lúc đó ngày vô kiếm 40 ngàn hả? Trời coi,
sáu mấy năm mà một ngày bà kiếm 40 ngàn là bà biết tiền khủng không? Cái thời đó là một chiếc 67 á là chỉ có 68 ngàn thôi. Nó 67 màu đen á, ngày xưa bà có từng sắm nó không? Trời ơi, tôi đi đừng có người chở tôi à. Mình ghép nói chung là cái gì? Má mì hả? Trời ơi, giàu có quá. Rồi thôi bây giờ tôi nói vậy nè. Hôm nay á bà gặp được tôi với bạn đồng hành của tôi đó, đó là cũng một là cái duyên đó. Tôi tự giới thiệu, tôi là cháu của thầy Pháp đời thứ tư, chuyên đi giúp vong, những cái vong mà đói khổ hay là sống vất vơ vất vưởng ở trên trần gian lâu năm, chưa được đi siêu thoát hay là chưa được đi vào chùa để tu tập đó. Bà có muốn đi vào chùa hay là bà muốn đi siêu thoát, tôi sẽ giúp cho bà luôn. Trời ơi, tôi đi đâu thế? Nếu mà bà còn ở trên trần gian như thế này thì nó không có tốt cho bà. Đặt cái vụ bà ở đây 5 năm, 10 năm là bà sẽ làm ma, làm quỷ thôi, chứ bà không có được chuyển kiếp. Thay vì bà đi vào chùa, bà được vị thầy sẽ quy y tam bảo cho bà. Đó. Rồi bắt đầu sẽ chờ một cái ngày để đi chuyển kiếp, rồi bắt đầu bà sẽ trở thành con của Phật. Hay là bà muốn đào thai thành người thì Diêm Vương sẽ luận tội bà. Đó, ngày xưa bà tội nặng hay là tội nhẹ, rồi bà mắc nợ ai và bà thiếu nợ ai, là lúc đó họ sẽ cân nhắc và cho bà đào thai lên những cái người mà ngày xưa bà đã bóc lột, cũng như là những người còn sống như hiện giờ á. Người, tuy là người thân của họ đã mất nhưng mà bà phải đào thai vô đó để trả nợ đó, tại vì bà bóc lột công sức lao động của người ta. Chả nói là không có nói chuyện, không có nói chuyện, chú đi siêu thoát chị nghe nói hoài đi. Còn nếu mà bà cứ nói chung là bà ngoan cố, bà không có chịu tôi giúp cũng được. Bà ở đây thì sẽ có một ngày là đầu trâu mặt ngựa sẽ lên trần gian để bắt bà giết xuống, đem xuống giam phủ á, giam bà vô sống chung với quỷ luôn đó, ngục mà ngục của quỷ á. Ờ đó, trời ơi, nước kinh khủng vậy. Rồi bà sống ở đây á, rồi bà khát nè, chết khát nè, chết đói nè, bà vô chùa á, bà được vị thầy sẽ có một cái hội là cũng như là Phật tử sẽ đốt nhang cho bà và tụng kinh cho bà luôn. Tụng kinh cho vong là buổi sáng á, và đốt nhang nữa, cúng bánh cúng nước nữa. Rồi họ sẽ tụng kinh cho nghe những cái bài mà kinh Phật, A Di Đà, lúc Phật A Di Đà còn sống hay là Phật Thích Ca nó. Rồi vong mình nó hiểu, mới hiểu rồi bắt đầu vong hình, vong của mình mới tâm tịnh lại, từ từ mới được chuyển kiếp. Hay là muốn chuyển kiếp thành muốn vậy đó. Bây giờ bà muốn chuyển kiếp thành vũ nữ, tôi sẽ giúp cho bà luôn. Sau này cho bà thành gái, lớn lên sẽ làm gái bán hoa tiếp. Không cần. Cho bà vô vũ trường và nhảy, nói chung là nhảy hip hop chống luôn. Bà, không? Mày nói bà mẹ đây nghe, mày nói hoài, chứ bà bánh nè. Bà chết bà Vũ ơi. Bà này quá không chịu anh, cứ với trời. Thường thường á, đi mình là không chịu, anh giúp, còn nay đi với em kỳ quá. Chịu thôi à, chúng tôi về á là... Nói chung á là lâu lắm không có quay lại á. Quay lại đây làm cái gì? Nói chung là cái cơ hội mà gặp được anh em tôi là đó là một cái duyên á, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Ai thèm. Đây em hỏi bạn tiếng thử coi bạn sao. Không chịu mình về. Rồi bây giờ chị em không muốn đi đầu thai đúng không? Không muốn vô chùa đúng không? Không chịu nữa. Không chịu hả?
không chịu. Không chịu thôi. Rồi. Thái gì bây giờ bà muốn đào thai sau này thành cái bán hoa tôi cũng giúp cho bà được, hay là muốn làm gì đó, hay là muốn làm lại cuộc đời? Ừ, muốn làm má mì tôi cũng giúp luôn đó, chịu không? Không. Trời, cái gì là nấu hoài lúc mà trời. Cả em nói rồi bả cũng chịu nữa hả Dũng? Thua rồi. Thua hả? Không, không, ở đây lâu quá rồi nên thua vậy thôi. Rồi, cho bả đi đi, tôi về à. Nha. Ở đi chơi với em anh chị á. Ừ. Thôi, chịu. Chơi bả đi. Em chịu. Ừ. Không hả? Ngồi đây. Cười. Con chiếm về đây, anh ở đây chơi với em đi. Ừ, chơi bán đêm đi. Bà này quá chết rồi mà còn mê trai trời. Tướng gì mà nói không có chồng à. Rồi bà kiếm em. Thôi. Thôi à? Thôi đi. Vậy thôi đi về. Chơi rút hay mình rút đi. Cũng thường như vậy. Bà mê trai quá. Ồ, bà đi theo luôn ơi. Bà theo luôn kìa. Bà đi theo luôn kìa. Kìa. Bà đi theo luôn kìa. Qua đây nè, giúp cho đi về chùa. Theo luôn à, theo em mà Vũ ơi. Bả thiệt luôn anh ơi. Quá kinh khủng. Thôi vậy đi về. Bả phái em á Vũ. Bà này ngộ thiệt. Thường thường anh đi giúp vong á, đâu có vong nào mà thích anh đâu. Họ thấy anh già đâu có đòi theo. Còn con này quá trẻ luôn. Vậy thôi hai anh em mình đi về, hôm khác có dịp hai anh em mình ghé phiên bà đó, bà đó có chịu hai anh em mình giúp hay không nha cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video. Máy bay cả nhà.